Hello, xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả những người bạn đang xem và theo dõi kênh Cuộc Sống Xa Quê của mình. Hôm nay mình đi làm về xong là mình phóng lên đây, mình quay clip này liền để mình chia sẻ với mọi người cái niềm vui của mình ngày hôm nay. Hôm nay là một ngày rất là đặc biệt đối với mình, một ngày rất là vui. Tại vì cái kênh YouTube Cuộc Sống Xa Quê của mình hôm nay nó đã đạt được 1.000 người đăng ký mọi người. Đối với những người người ta làm YouTube chuyên nghiệp hoặc là những cái bạn mà làm thường xuyên á, thì đối với họ 1.000 người đăng ký, mấy chục ngàn người đăng ký đó là cái chuyện bình thường đối với những người làm YouTube. Còn đối với mình thì mình đây là mình một cái con số mà rất là lớn mà mình không thể nào mình ngờ được. Mình nghĩ là mình không thể nào mình đạt được 1.000 người đăng ký cái kênh của mình. Còn cái clip mà mình làm về cái cách chia sẻ cái cách mà trồng rau ngò om đạt hiệu quả đó, cái clip đó hiện giờ nó cũng được 50.000 lượt người xem đó mọi người. Một con số là mình không bao giờ ngờ. Lúc đầu á nó lên được 100 người, mình làm xong lên được 100 người xem mình mừng quá cho mừng. Rồi xong lên được mấy trăm rồi lên 1.000. 1.000 là quá sức tưởng tượng của mình. Trời ơi, 1.000 người xem cái clip của mình. Xong rồi cái nó lên 10.000, mười mấy ngàn, từ từ lên mấy chục ngàn. Mình lúc đó mình hơi bối rối luôn. Rồi có rất là nhiều bạn bè, anh chị em, cô bác vô tương tác với mình, bình luận với mình, cảm ơn mình rất là vui mọi người. Mình biết tại sao mọi người đăng ký kênh cho mình rồi, là tại vì mình thật tình. Cái cách của mình làm mình thật tình, mình có sao mình nói vậy, chứ nói chung mình không có tài cán gì, mình cũng không có giỏi cái gì hết. Nhưng mà mình mới đầu mình định trồng rau ngò om, mình mới trồng năm đầu tiên mình định trồng thử xem sao. Mình cũng xem trên YouTube chứ không phải là mình có kinh nghiệm gì. Xong mình trồng thấy nó tốt quá, ngò lên tốt quá, rồi mình trồng ra nhiều 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 cái, mình trồng 2-3 lần mình thấy nó cũng tốt, thì đạt hiệu quả. Thôi mình nói để mình quay clip mình đưa lên cho mọi người chia sẻ với mọi người coi có ai trồng thì theo dõi cái clip rồi làm theo thử có được không. Mà mình chia sẻ rất là tận tình, mình cũng rất mong mọi người trồng được cái ngò om như mình. Tại vì những người ở xứ lạnh như mình á, Canada này kia, tại chỗ mình ở là cái xứ lạnh, thành ra rau ngò om mùa đông rất là quý hiếm. Cho nên mình muốn mọi người cũng trồng được cái rau ngò om như mình, thành ra mình quay cái clip. Mà lúc đầu mình cũng không có biết làm YouTube là sao hết. Con gái mình nó mới đầu nó quay giùm, nó làm giùm 1-2 cái đầu tiên, nó cũng bỏ lên laptop này kia nó làm cho được 1-2 cái. Nhưng lúc sau này thì con nó bận đi học rồi, nó vô học rồi mà mình đâu có mượn, đâu có ép nó hoài được. Con cái nó học hơn mà mình lên mình cũng thích lắm, thành ra mình xách cái phone ra mình tự mình quay. Rồi cái mình quay có khi một mình quay rồi nó rung lắc âm thanh này kia nó không có chuẩn. Mình chỉ có một cái phone thôi mọi người, không có thiết bị, không có cái microphone hoặc là cái cây này kia để mà quay giống như mấy người chuyên nghiệp. Chỉ mình thấy rau vậy rồi mình cầm cái phone mình quay, mình lên cái iMovie đó mình ghép nó lại từ khúc xong mình lên mình chia sẻ cho mọi người. Nhưng mà mình nghĩ chắc như vậy á, thành ra nhiều người cũng thương mình, có vô có bình luận nói là thương mến cái kênh của mình, là thích mình, là cái cách của mình thật tình. Có sao nói vậy, nói chung lúc đầu mình làm mình cũng rất là bỡ ngỡ, mình không biết cái cách nói chuyện làm sao, mình cứ sợ sợ mình không có dám nói. Tại vì thường thường những người mà làm nhiều á thì thế nào cũng làm sai à, mà làm sai á thì mình sửa lại được. Còn mình nghĩ á, nếu mà mình nói nhiều quá, mình lên mình nói nhiều quá, thế nào mình cũng có nói sai. Mà mình nói sai rồi á, mình sửa không có được. Có nhiều người người ta khó tính, người ta nói đâu phải muốn nói gì nói, thành ra mình cứ ngại sợ, thành ra mình không có nói, ít nói lắm, tính mình ít nói. Ví dụ mình viết hoặc mình này kia thì mình có thể mình có thời gian mình suy nghĩ được. Còn nó chứ mọi người cũng thông cảm, khi mà mình đứng đứng trước cái ống kính camera mình nói chuyện cho rất là nhiều người xem, mình bối rối lắm, mọi người không biết nói cái gì. Nhưng khi mình muốn nói cái đó nhưng mà mình quên rồi, mình nói lặp đi lặp lại này kia,
thành ra mọi người cũng thương và thông cảm cho mình, nói chung thương rất là nhiều. Một con số 1.000 này là đối với mình quá sức tưởng tượng, mình không thể mình ngờ được. Có nhiều bạn rất là tốt, share clip của mình rồi cho mọi người khác, người ta vô người ta xem. Cái mục đích của mình làm để chia sẻ cho mọi người, chứ không phải mục đích của mình làm YouTube để mà mình kiếm tiền mọi người. Nói chung có được á thì nó càng tốt. Mình lấy những cái khoản này mình mua trang thiết bị này kia để mình trồng rau hoặc là mình làm clip vậy thôi. Chứ nói chung mình cũng xem rồi, làm YouTube thời buổi bây giờ kiếm tiền rất là khó, không phải dễ đâu mọi người. Không đơn giản chút nào hết. Mình chủ yếu mình làm cho nó vui, cái nhất làm cho nó vui. Cái thứ hai mình muốn chia sẻ cái cách mình trồng rau ngộ này kia đó để mọi người làm theo. Nhưng cái nữa là khi mình làm YouTube gì á thì mình lên mình được giao lưu với rất là nhiều người. Nếu mà cái kênh của mình được đăng ký thì mình sẽ giao lưu được rất là nhiều bạn bè, cô bác, anh chị ở khắp thế giới. Rồi mình làm clip như vậy á, mình sống xa quê mà mình làm clip như vậy, nhiều khi anh chị em bạn bè của mình ở bên Việt Nam cũng xem được, lâu nhớ mình thì cứ bấm lên rồi thấy mình giống như cũng cái cách cuộc sống sinh hoạt của mình hàng ngày trồng rau trồng cải này kia cũng vui. Nói chung nó đâu có mất cái gì đâu mọi người. Hồi xưa mình không, hồi xưa mình cũng thấy người ta làm mình cũng lên mình làm thử. Năm 2015 mình lên mình tạo một cái tài khoản, xong cái mình quay mấy cảnh cây mùa thu này kia, lá nó vàng này kia đó, mình quay cái mình đưa lên, mình không có nói gì hết, 2-3 clip gì đó. Mình thấy không có người nào vô coi hết. Ủa sao kỳ vậy, không biết, chắc mình không biết làm quá, rồi cũng không có ai đăng ký. Thôi mình nản quá mình bỏ xong cái sau này mình suy nghĩ lại, mình lên mình xem trên YouTube thấy có nhiều người người ta chỉ cách thức này kia làm á, ủa sao mình không thử mình làm một cái kênh của mình đó để mình lưu giữ lại những cái khoảnh khắc, những cái kỷ niệm của mình. Tại vì đâu có tốn tiền đâu, mất gì đâu mọi người đó, để sau này khi con cháu mình hoặc mình lớn tuổi thì mình xem lại cái clip này nó cũng vui. Ví dụ có nhiều người coi thì tốt, không có ai coi 20 người coi cũng được, bạn bè mình coi không sao hết, hoặc là mình giữ đó mình làm kỷ niệm cũng không sao hết. Nhưng mà không ngờ gần ngày hôm nay mình được 1.000 người đăng ký, mấy chục ngàn lượt xem, mình vui quá trời luôn. Đó là nhờ khán giả, nhờ mọi người thương mình cho nên là mọi người đăng ký cái kênh của mình. Vì vậy mà cho nên hôm nay mình đến đây để mình cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn tất cả bạn bè, cảm ơn tất cả anh chị em, cô bác đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Cảm ơn hết tất cả chứ không phải chỉ riêng 1.000 người đăng ký này. Tại vì mình biết cũng có rất là nhiều người cũng muốn ủng hộ, muốn đăng ký cái kênh của mình. Nhưng mà có nhiều người người ta không có biết á, không có tạo được cái tài khoản của Google để mà đăng ký. Tại vì khi mình muốn đăng ký một cái kênh của ai á thì mình phải có cái tài khoản thì mới đăng ký được. Cho nên mình cũng nếu không thì mình nghĩ con số này nó sẽ còn hơn nữa đó. Mình cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn những người đã xem cái clip của mình, mấy chục ngàn người. Nói chung mình cũng coi sơ là có rất là nhiều người, nhất là bên Việt Nam có 20 mấy ngàn lượt xem, ở Mỹ 35 ngàn, rất là nhiều người các nước như là ở Úc, Canada này kia. Nói chung mọi người đều ủng hộ mình. Thì hôm nay mình lên đây để mình cảm ơn tất cả mọi người. Thường thường mình thấy những người mà đạt được 1.000 người đăng ký, họ ăn mừng này kia, làm tiệc này kia ăn mừng. Còn đối với mình thì mình không có làm gì ăn mừng hết. Tại vì mình làm mình ăn không à, khán giả những người yêu thích mình đâu có được ăn đâu. Mình khác, mình lên đây mình cảm ơn, mình thật tình, mình chân thành, mình cảm ơn tất cả mọi người đã thương mến và ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Có rất là nhiều bạn bè, rất là nhiều cô bác anh chị thương mình và lên bình luận là mình vui lắm. Bây giờ mình xin chào tất cả mọi người nha. Sẵn đây mình
cho mọi người coi cái mấy cái cây mình đem ở ngoài vô nè, mấy cái cây nào mà năm tới mà để giống không được á, mình đem vô mấy chậu ớt tải trái nhiều quá mình để ngoài ra đầy ngoài hết, mình đem mấy cái chậu này vô nhà tại vì nó có nhiều trái quá, nó nhiều bông quá mình đem vô đó, nó chín đấy nè mọi người. Bên này mình quay sơ tại cái giấc này giấc tối nó không rõ, mình quay sơ cho mọi người coi một chút đó. Còn bên đây là cái chỗ mình để ngò ôm nè, mai mốt mình sẽ làm cái clip này cho mọi người xem ha, ban ngày rõ luôn đó, ngò ôm của mình nha, nó đem vô nó vẫn tốt đàng hoàng ha. Bên hai cái học bên đây là mình để nước nè, nước xong mình đẩy cái cao su xuống, mình có cái làm cái cao su mình đẩy nó xuống à, mình gắn cái bông đèn ở đây cho nó nóng đủ độ ẩm luôn rồi à. Đó mình có đem vô được 6 chậu ngòm, trời tối không có thấy rõ không, mình quay sơ giới thiệu sơ cho mọi người, tại mình bữa nay mình vui quá mình giới thiệu sơ cho mọi người, mai mốt mình sẽ làm ban ngày mình quay rõ hơn cho mọi người xem ha. À, đây mình có cái đầu đẩy rồi à, mình thả nó xuống à, đẩy nó xuống nha mọi người à, mình làm cái đồ cuốn lên cuốn xuống nên ở trong đó nó có bông đèn ha, rồi trong mấy cái thau đó mấy cái hộc nhỏ đó là mình để nước. Đó, năm nay mình sẽ thử trong nhà thành công. Mà mọi người mình tại mình làm cái này mình làm để mình quay clip, mình làm cái kệ này kia cho nó quy mô vậy thôi. Nếu mọi người trồng được á, mình trồng được mình chia sẻ mọi người thì chỉ cần một chậu hai chậu luôn nhỏ nhỏ mình để mình ăn thôi. Mình đem về nhà mình đẩy chứ không bắt buộc phải làm giống như mình. Cũng như mấy cái thau xanh ngoài kia mà mấy cái chậu xanh mọi người hỏi đó, mình cũng không cần trồng chậu bự gì. Mình kiếm cái chậu cái thùng gì nhỏ nhỏ mình trồng miếng mình đúng cái cách mình đậy gì là được à, mọi người. Còn muốn trồng nhiều thì mua mấy cái chậu đó cũng được. Sau bây giờ mình xin chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Một lần nữa mình xin chân thành cảm ơn tất cả những người bạn, cảm ơn tất cả những người đang theo dõi và xem những cái clip, xem cái kênh Cuộc Sống Xa Quê của mình. Các bạn và mọi người cứ tiếp tục, nếu thấy thích thì tiếp tục ủng hộ mình nữa nha. Mình sẽ cố gắng làm những cái clip vui vui nữa, hoặc những cái clip về trồng rau ngò ôm trong nhà. Nếu mà thành công mình sẽ chia sẻ để mọi người có thể đem ngò ôm vô nhà một hai chậu, chứ không phải trồng nhiều theo như mình vậy. Tại mình muốn làm mấy cái kệ, mấy cái quy mô để mình quay clip vậy thôi. Chứ còn nếu mọi người muốn trồng mà để ăn thì mình chỉ cần một chậu hoặc một thùng nhỏ gì đó để mùa đông mình có, mình ăn nêm canh chua này kia hoặc ăn phở này kia là được rồi. Bây giờ mình xin chào tạm biệt mọi người. Mình xin chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc nha. Mọi người nhớ tiếp tục ủng hộ mình rất là vui. Hôm nay mình xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo sau nữa.